Rằm Trung Thu đang đến rất gần rồi. Các bạn đã có kế hoạch phá cỗ đêm rằm Trung Thu như thế nào chưa? Nếu chưa, hãy cùng với bốn bạn gái rất dễ thương, Anh Thư, Châu Anh, Thục Linh và Bảo Quyên lên kế hoạch tổ chức nhé. Có đèn Trung Thu này, có bánh kẹo này, như vậy là có thể cùng nhau phá cỗ với bạn bè rồi đấy. Nhưng vẫn có gì đó thiếu thiếu và chúng mình nghĩ ra một quyết định này. Một, hai, ba, yeah! Các bạn ấy có quyết định gì mà bí mật như vậy nhỉ? Chúng ta hãy cùng xem các bạn ấy bật mí nhé! Chào em! Nó chào đến đấy là để làm bánh trung thu đi. Cần gì để... cháu đi ô là muốn học xem học bánh trung thu phải không ạ? Dạ. Mới là cháu ba đấy. Ồ, các bạn ấy sẽ làm bánh trung thu đấy. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Cháu đi làm mà làm cái bánh ấy quả nhiên nó chỉ thương. Ờ, các bạn muốn tìm hiểu và làm bánh trung thu mà. Sao các bạn lại say sưa với bánh gato thế? Có khi nào các bạn ấy thay đổi ý định không nhỉ? Các cháu quá mê bánh sinh nhật thì cửa hàng đấy thôi. Còn chủ yếu hôm nay là chúng ta sắp đón Trung Thu á, nên cô sẽ dẫn các cháu vào để xem cách chế biến làm bánh Trung Thu. Chúng ta dự đoán sai rồi. Các bạn ấy chỉ xem thế thôi, chứ không thay đổi ý định đâu. Bây giờ chúng ta cùng xem các bạn ấy vào bếp như thế nào nhé. Em lấy kiểu như nó đang ở trong kia lâu để đánh nhá. Chào chào bà. Chị giới thiệu với cả em đấy là Bắc Tuyến, là phó giám đốc sản xuất, vừa là đầu bếp trưởng. Thường chị có hôm nay cả em hỏi ấy. Giờ cả em muốn tìm hiểu với bánh trung thu đúng không? Dạ. Thì em hỏi cô gái, cô hỏi biết. Chào con, hôm nay các con đến đây, bác hướng dẫn cho các con làm về một số bánh trung thu, bánh nướng cổ truyền và bánh dẻo cổ truyền và công ty. Đầu tiên là bánh nướng. Vỏ bánh gồm các nguyên liệu bột mì, trứng, nước đường. Nhân bánh gồm các nguyên liệu mứt mỡ, lạp xưởng, mứt bí, vừng, lá chanh, trứng muối, mứt sen, thịt xa xíu. Tất cả các nguyên liệu này đã được sơ chế từ trước. Các bạn ấy chỉ việc thể hiện sự khéo léo của mình khi làm bánh thôi. Bây giờ thầy sẽ chỉ dẫn các con và thân một tàn làm nhân. Bỏ để nhân bánh trung thu. Nhân là 100g nhân nhé. Đóng để ra đóng phần bánh là bánh được 150g. Bây giờ nhân ba làm nhân 100g. Con từ từ em xem rửa chưa? Rồi, tư tư rồi. Rồi. Con làm lại. Đừng có tựa rửa mắt vệ sinh làm á. Cái này con nhân nó nằm ngoài đấy con không được, đúng không? Trứng là con phải cho nằm ở giữa đây. Dạ. Đúng chưa? Con bỏ lên tay con nắm đây. Đúng chưa? Bỏ bên đi. Chết rồi, ba nằm quá không chịu được. Vừa khăn được vừa nằm. Bây giờ thầy hướng dẫn các con người ta làm cái vỏ bánh trung thu. Cái vỏ bánh trung thu là lúc sớm ta đã nhồi rồi đúng không? Giờ ta ủ, người ta làm nhân xong bây giờ là ta vào vỏ. Bây giờ ta vào vỏ nhá. Thì trong cái vỏ bánh trung thu này bây giờ là ta chia 50g để cho bao bọc được cái nhân này. Cái cục bột ta cắt đây rồi nhá. Ta làm một chút bột áo một ít ta đẩy xuống này. Đúng chưa? Ta đặt đây này, ta cán nhẹ cái tay này, hơi lăn cái nhẹ cái tay ra, đúng chưa? Đó, ta lăn nhẹ cái tay ra một chút. Xong ta đặt cái này vào lòng bàn tay này nhá, ta đưa cái nhân này vào. Đúng chưa? Hai tay này. Tay này vòng đây này. Một tay ngón tay cái ở giữa này. Đúng chưa? Ta đè này. Wow. Ta kéo cái bột lên này.
Cái này ta để lòng bàn tay này, đúng chưa? Kéo lên này. Wow. Chưa? Một ngày nhà anh làm bánh chân nghiệp. Chưa? Thì con về xong đây là ra một cái hình bao bột để bóng bánh ra rồi. Dạ. Tí nữa ta bắt xong là ta đóng vào khuôn. Đó, các con gói xong con để lên. Chưa? Wow. Rồi, bây giờ các con cắt bột nhá. Bây giờ là ta làm phần vào vỏ xong này, bây giờ ta đóng đóng bánh. Đấy. Bây giờ trước khi đóng bánh này, ta con này vo cái này này, đến mặt này thì gắn người ta đưa đấy nhá. Ờ, lần lộn rồi. Con tay này ta ấn mạnh xuống đây, sao cho đều con này. Đó. Xong rồi con quay này con bóp này. Này chỗ này toàn bóp này. Rồi. Rồi bên ta cái này. Không, một tay đóng cũng được, vì có một tay là lúc ba đóng một lần nhá. Thứ làm tới. À đi đó. Còn một cái nữa không mày? Đó là quả ban. Ôi, của mình đẹp mà. Quả ban đẹp. Của tất cả chúng ta đều đẹp. Cô trời ơi, đẹp mắt. Các bạn ấy thật khéo tay quá. Những chiếc bánh nướng đã được hoàn thiện rồi đấy. Nhưng để có thể ăn được, còn phải qua hai lần nướng trong lò nữa. Rồi, bây giờ ta đang đóng bánh xong này. Các em đang là đưa bánh vào nó nhá. Ta đi xuống. Bây giờ con đưa bánh vào nó này, con bê hai tay rồi, bê cao giơ tay lên. Con đưa tay con đưa vào nhá. Bây giờ con nướng cái nhiệt độ này là ta phải nướng hai lần này. Đúng không? Ta nướng xong vừa này. Con quay ra ta quét trứng này. Nhá. Xong rồi tí nữa ta nướng xong cái này vào nướng tiếp. Nhiệt độ của ta là 150-200. Yeah. Bây giờ là ta làm đến công việc đầu để ta lấy ra ta phun trứng nhá. Đây bánh của em này. Nhờ đấy là bánh của em nhờ chứ. Em tư nhờ ấy chứ. Đưa sang người nhá, phun trứng nhá. Những chiếc bánh nướng đã được ra lò rồi, trông thật hấp dẫn quá. Nhưng các bạn vẫn chưa xong nhiệm vụ đâu, chúng ta còn bánh dẻo nữa. Nguyên liệu làm bánh dẻo gồm có bột nếp chín, nước đường, nước hoa bưởi, đậu xanh, nước đường. Con chia nhân 60 gram này. Tất cả các khối nhân ta đã làm tròn rồi đúng không? Dạ. Bây giờ ta chuyển sang đánh bột nhá, đánh vỏ nhá. Dạ. Ok. Đây là nước đường kính trắng mà ta đã nấu chín để nguội này. 500 nước đường này. 500 gram à. Và bây giờ là ta sẽ cân một lượng bảy bột. 170 gram bột này bột nếp chín rồi nhá. Dạ.
Bây giờ ta cho nước, cái này là nước hoa bưởi. Con khỏe nhất con tầm mày này nhé. Bật đi. Bật rồi. Chưa biết mình đã gây ra lỗi lầm gì đâu. Nếu như thầy hướng dẫn không ra tay, chắc hẳn là hôm nay món bánh dẻo sẽ không thành công từ khâu nhào bột rồi. Chung giảm quá. Mình thử ghi cái đắng chân dừng vậy. Nhân ngon. Nếu mà không kỳ nha tạ đắng trùn. Làm bánh dẻo hình như đơn giản hơn bánh nướng các bạn nhỉ? Như vậy là chiếc bánh dẻo đã được hoàn thành rồi. Hôm nay các đầu bếp nhí của chúng ta đã thể hiện nhiệm vụ thật xuất sắc phải không nào? Thầy trò ta cả buổi chiều nay làm về các sản phẩm trung thu. Giờ ta thầy trò ta thưởng thức và đánh giá cái sản phẩm. Thì các em bên áo xanh này ta làm về bánh nướng thì bóng chuẩn hơn, còn bên áo đỏ này thì ta làm bánh dẻo thì đẹp hơn. Và các cái thành quả của ta đã đạt được thì tất cả các cái sản phẩm bánh dẻo và các em nào ta làm và thành quả của mình ta để đóng gói ta mang về ta thưởng thức của mình nhá. Ok. Cảm thấy làm bánh trung thu rất là vui. Và sau buổi làm ngày hôm nay thì mình tìm là lớn lên mình cũng có thể trở thành đầu bếp. Trong quá trình làm thì máy nhau bột không thể chạy được, bọn mình phải sử dụng tay. Và sau đó bọn mình đã làm hỏng. Còn mình thì mình lại thấy làm bánh trung thu rất là khó, nhưng mà lại rất là vui khi mình được làm cùng với các bạn. Mình cảm thấy khó nhất là phần làm vỏ bánh nướng. Sau đó thì chúng mình làm ra và sau đó ta bị vỡ. Em sẽ có thấy là công bằng và đó chính là bài học cho mình để sau này mình được làm những chiếc bánh khác. Hôm nay trời rất nắng và mình phải uống rất nhiều nước mới có sức để làm được chiếc bánh này. Mình thấy làm cái vỏ của bánh là khó nhất. Mình thấy rất là vui và mình cũng rất thích làm bánh trung thu. Khi làm bánh thì mình nghĩ đến thầy và các bạn cũng hỗ trợ cùng mình khi mình nó làm được. Thì mình không làm được thế nào làm được. Bốn bạn nhỏ của chúng ta đã bí mật lên kế hoạch để đón trung thu sớm với những người bạn học của mình. Đặc biệt càng thêm ý nghĩa hơn khi được thưởng thức những chiếc bánh trung thu do chính những người bạn của mình tự làm. Rằm trung thu cũng đang đến rất gần rồi, chúng ta hãy cùng vào bếp trổ tài làm bánh nướng, bánh dẻo để phá cỗ với gia đình và bạn bè nhé. Chắc chắn rằng các em sẽ có một đêm trung thu thêm ý nghĩa và vui vẻ hơn đấy. Đến đâu
miền non ngờ.